Với mong muốn thoát nghèo, mở rộng mô hình phát triển kinh tế, gia đình chị Thùng Thị Hiền, bản Nà Hì 2, xã Nà Hì, huyện Nậm Pồ đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhận ủy thác từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với số tiền 100 triệu đồng. Có vốn, chị Hiền đã đầu tư phát triển mô hình nuôi lợn nái kết hợp gia cầm, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế. Gia đình đầu tư vào cái mô hình này là đấy tất tần tật là hết 100 triệu. Thì mỗi một năm là lợn nó sẽ cho hai lứa. Từ nguồn vốn của ngân hàng chính sách giúp cái gia đình tôi là kinh tế giờ là cũng gọi là ổn định. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nậm Pồ đã thực hiện hiệu quả nguồn vốn tín dụng ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Tính đến nay, hội đã phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện nhận ủy thác gần 102 tỷ đồng cho trên 1.800 hội viên vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Có điểm tựa từ nguồn vốn chính sách, các hội viên phụ nữ các xã trên địa bàn huyện Nậm Pồ đã triển khai những mô hình sản xuất kinh doanh có giá trị cao. Đến nay có gần 100 gia đình phụ nữ thoát nghèo. Từ nguồn vốn vay chính sách xã hội huyện, từ đó thì đã hỗ trợ giúp cho các cái hộ nghèo cũng như là các đối tượng khác trên địa bàn có cơ hội để phát triển kinh tế gia đình. Hàng năm thì ngân hàng xã hội huyện cũng phối hợp với hội phụ nữ tuyên truyền, mở lớp tập huấn cho các hội đoàn thể để từ đó các hội đoàn thể biết tuyên truyền cho bà con cách sử dụng vốn vay đúng mục đích và tuyên truyền làm mô hình như là mô hình nuôi trâu, mô hình nuôi lợn thì cũng qua đấy cũng phát triển kinh tế của bà con từng bước xóa đói giảm nghèo cho xã, cho địa bàn huyện. Phát huy hiệu quả đã đạt được, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp huyện Nậm Pồ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai các chương trình vay vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn của hội viên phụ nữ, đồng thời vận động bà con nhân dân sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ đó góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo, đảm bảo thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế tại địa phương.